Thanh Gươm Trừ Tà, Doctor, Jeon and Lost Talisman là bộ phim điện ảnh đầu tay của Jisoo, BLACKPINK. Trên thực tế, cô chỉ đóng vài cameo lên hình với thời lượng rất ngắn nhưng vẫn được truyền thông, khán giả săn đón nhiệt tình. Sau những ngày công chiếu đầu tiên của Thanh Gươm Trừ Tà tại quê nhà, phim đã ghi nhận hơn 1 triệu vé bán ra, kèm theo đó là nhiều review tích cực từ báo chí, truyền thông Hàn. Dù Jisoo chỉ là cameo nhưng trong những bài review Thanh Gươm Trừ Tà, cô vẫn được các phóng viên nhắc tên. Được biết, trong phim Jisoo thực chất còn không có lời thoại nào, cô vào vai một nàng tiên, kết nối với nam chính thông qua một pháp sư cổ tích, do Park Jung Min thủ vai. Pháp sư này sẽ giao tiếp với tiên nữ bằng cách thức đặc biệt, sau đó truyền tải lại thông tin cho nhóm của Dr. Jeon, Kang Jong-un, một pháp sư dởm, nói dối về năng lực nhìn thấy ma của mình. Truyền thông, báo chí Hàn ca ngợi hết lời về màn debut màn ảnh rộng của Jisoo. Trang Naver viết, vai diễn của Jisoo, tuy không lớn nhưng ngay lập tức chiếm được cảm tình của khán giả nhờ ngoại hình hoàn toàn phù hợp với nhân vật. Trang này cũng gọi Jisoo với thuật ngữ, kẻ cướp cảnh, ý chỉ màn xuất hiện ngắn ngủi nhưng khiến các nhân vật khác phải lu mờ. Trang Starnet's Career cũng dành nhiều lời khen cho màn thể hiện của Jisoo, cô ấy thực sự duyên dáng, có thể quyến rũ mọi người mà không cần nói một lời. Jisoo, cameo của bộ phim này, bản thân cô ấy đã là một nàng tiên xinh đẹp, hóa thân thành tiên nữ từ trên trời rơi xuống. Chỉ cần xuất hiện là cô đã khoe được khí chất của mình. Chỉ riêng ngoại hình của cô ấy đã khiến người ta say đắm và để lại ấn tượng khó phai ngay cả sau khi bộ phim kết thúc. Đó là một khởi đầu tốt, ý chỉ việc Jisoo lần đầu đóng phim điện ảnh. Hiện tại trên mạng xã hội Hàn cũng lan truyền đoạn clip cho thấy sự xuất hiện của Jisoo ở Thanh Gươm Trừ Tà. Khác với loạt ảnh tĩnh, khi lên hình, Jisoo thực sự xinh đẹp, tỏa sáng trong tạo hình tiên nữ. Nhân vật này cũng gây bất ngờ khi rất cọc, không phải một tiên nữ dịu dàng như tưởng tượng của khán giả. Thậm chí cô còn có phân cảnh gây sốc và khiến khán giả phải bật cười khi vừa tát nhân vật nam chính In Bae, Lee Jong Hui, vừa giữ gương mặt đầy phán xét, biểu cảm không một chút biến động.